Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lũy kế 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cao su đạt hơn 381.000 tấn, trị giá hơn 531 triệu đô la Mỹ, giảm 6,1% về lượng và giảm 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài Trung Quốc, trong 3 tháng đầu, xuất khẩu cao su sang phần lớn các thị trường đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.